con cuốn con về đón Tết với bà đấy à? Con. Bi nhà con thích ăn thịt ba chỉ kho tàu lắm. Còn May thì mê nhất là canh súp, tại vì con bé rất là thích rau củ. Lần nào thịt kho có màu nâu vàng óng, Bì cũng ăn nhiều hơn hẳn. Có lần con thử tỉa hoa cà rốt 5 cánh cho đẹp, thế mà May mê tít luôn. Mỗi lần con nấu canh súp với sườn non là May ăn đến mấy bát cơm. Mẹ rửa sườn hộ con nhé. Canh súp mà chỉ cho chừng đó rau củ thôi à? Dạ, con, tụi nhỏ chỉ thích mấy loại củ đó. Đây là canh súp nấu sườn với hoa cà rốt 5 cánh cho May. Còn đây là thịt ba chỉ kho tàu yêu thích của Bi đây. Còn đây là canh súp củ dền đỏ dành riêng cho con gái đây. Mẹ nấu khi nào thế? Mẹ vẫn nhớ con thích củ dền ạ? Con nhớ các con của con thích gì thì mẹ cũng luôn nhớ con gái của mẹ thích gì chứ. Cảm ơn mẹ. Có nuôi con mới thấu hiểu tấm lòng của mẹ. Tết này bạn sẽ cảm ơn mẹ như thế nào? Hãy cùng Knorr gửi món quà đặc biệt tới mẹ qua tổng đài Mẹ ơi, để Tết này trọn vẹn yêu thương.